24 25 á, 24 đúng không? Để con mở lại con coi thử. Rồi, trang 24 25 được không các bạn? Trang 24 ha. Thì nó sẽ xuất hiện thẳng STT là số thứ tự. Khi các bạn muốn thêm số thứ tự nè thì các bạn có thể click vào vị trí số 1 này thấy không? Chuột phải, nhấn cho cô Insert Rival. Và sau đó các bạn sẽ đổi cái tên name này là STT cho cô điều chỉnh bình thường, đúng không? STT ở đây là số thứ tự. Mình có tất cả 6 câu á, thấy không? Từ câu 1 đến câu số 6 á. À, thì các bạn sẽ thêm vào. Ổn không? Rồi, cô dừng chia sẻ nha. Tôi có nói lại, con nói lại con. Rồi, cô làm lại nè. Cô xóa đi nè, clear đi Được nè. rồi. Để thêm cột số thứ tự, cột số thứ tự này nằm ở đâu? Ví dụ có một bạn hỏi cô cột số thứ tự thì đảm bảo khi khi đó bạn phải nhìn bộ dữ liệu này ở đây, trang số 25, các bạn thấy không? Rồi, lát nữa làm luôn bài này cho cô. Đó là nhập liệu thằng này ở bên cửa sổ, đó là data view. Nhớ nha. Bảng phỏng vấn là các bạn làm ở bên Rival View nè. Còn bên Data View là nơi các bạn nhập liệu, nhập dữ liệu đúng không? Thì các bạn nhập liệu đây. Bảng 2.1 trang số 25 là nơi các bạn nhập liệu. Bạn thấy nè, ở đây nó xuất hiện thằng STT đầu tiên. Nó xuất hiện từ số 1 đến số 10, tức là ở đây đang đi phỏng vấn 10 người. Nếu nếu STT ở đây ví dụ là 100 thì là phỏng vấn 100 người. Mà STT ở đây là 1.000 thì là phỏng vấn 1.000 người, được không? Tùy ha. Ở đây là phỏng vấn 10 người. 10 người này sẽ cho ra kết quả như sau. Thì nhiệm vụ của các bạn thứ nhất là các bạn phải khai báo ở bên cửa sổ Rival View. Thứ hai đó là phải nhập liệu, được không? Nhập cái bảng dữ liệu này vào bên Data View làm sao cho nó ra được bảng dữ liệu đúng y chang như thế này thì bạn mới làm đúng. Hiểu không? Làm khác là làm sai. Rồi. Cô sẽ lấy điểm của bài này luôn, được không? Rồi, có vấn đề gì không lớp? Cô cho em hỏi là cái name là mình đặt sao cũng được đúng không cô? À, tên name là mình đặt sao cũng được. Tuy nhiên trong trường hợp khi mà cô đã bắt các bạn đó là nhập nhập dữ liệu bảng phỏng vấn ở bài tập 2 thì tên name các bạn phải quy ước cho cô. Phải quy ước làm sao để các bạn bỏ bỏ cái hình ảnh này nè. Được không? B nó vào data view nè thì nó phải giống y chang, nếu nó khác một cái nào đó thì có nghĩa là bạn đang làm sai. Hiểu vấn đề không? Nhớ nha, tên name này các bạn phải làm đúng y chang, ví dụ C1, C2.1, C2.2, C2.3 phải làm đúng y chang như thế này. Làm khác mất điểm. Trong trường hợp cô chỉ cho bạn cái bảng phỏng vấn thôi mà không cho bạn cái bảng dữ liệu này nè thì tên name bạn muốn đặt sao miễn sao nó không lỗi là được. Tùy bạn, được không? Nhưng cô cho bảng dữ liệu thì phải nhập đúng y chang. Rồi, cô dừng chia sẻ ha. Dạ Nhớ cô, bây nè. giờ là trang 11, Ừ. trang 7 đặt trước đúng không cô? Không, nộp cả hai cái trong cùng một bài em. Trong cùng một file em nộp lên cho cô á. Vừa làm Rival View ở bên là khai báo là bên cửa sổ Rival View, sau đó nhập liệu luôn bên Data View và nộp cho cô luôn. Được không? Nộp cho cô. Nè, cách lưu nè. Chọn file nè, sau đó chọn cho cô save. Được không? Save ở đây nè, các bạn sẽ đổi tên file. Được không? Tên file name này nè, thì các bạn sẽ để cái gì? Đó là bài 1. Được không? Bài 1, gạch dưới, và các bạn ghi họ tên của các bạn vào cho cô. Được không? Nhớ nha, cái tên của loại dữ liệu phải là .sav. Được không? Đừng có đổi ha, sau đó lưu lại cho cô là xong. Ổn không? Dạ cô, là bây giờ mình làm từ câu 1 đến câu 6 là ở bên Variable View, rồi xong rồi mình qua Data View mình nhập dữ liệu ở trang 23 đúng không cô? Trang 25. À, dạ trang 25. Đúng rồi. Dạ, dạ rồi em cảm ơn ạ. Ờ. Rồi cô dừng chia sẻ nha.